Đấy anh em nhé, hôm nay là bây giờ đang là buổi trưa thôi. Thì hiện tại là qua buổi trưa thì quán bác Thành này thì bác vẫn quay chó. Hiện tại là bác hình như bác chỉ quay buổi chiều là nhiều. Đấy, nhưng hôm nay buổi trưa thì tôi tình cờ qua đây và thấy bác đang làm con chó thì tiện thể quay lại chia sẻ cho anh em luôn là quán của bác là buổi trưa vẫn bán thịt chó. Đấy, anh em nào thích ăn thịt chó buổi trưa là lên đây lúc nào cũng có, pháo hóa thanh. Đấy. Đấy. Làm dù gì chăng nữa là khâu khi pha con chó vẫn là khâu hấp dẫn, nên là anh em cứ phải xem mới được. Đóng hổ luôn này. Con này là đạt được 10 á. Chín đều đúng không? Da nó còn luôn á. Không, con này chín đều. Con này thuộc về anh Linh. Rồi luôn, bạn Linh học trò đến từ Nam Định. Đấy, anh học trò đấy. Học viên học trò đến từ Nam Định. Được điểm là chín rồi đấy nhỉ. À đấy, anh em đang nói chuyện thì tôi mới chợt nhớ ra là bác Thành này là chuyên đào tạo học viên quay chó. Thì bác vừa nói là anh Linh, đây anh Linh ở bên kia. Đấy là học viên quay chó của bác Thành. Đấy là vừa mới quay ra một con chó ngon như này. Đấy, nên bạn nào muốn học quay chó thì các bạn cứ lên với bác Hà Thành quán này. Bác đào tạo sẽ được quay được con chó ngon như này. Đấy. Quay khuyến mại dạy quay vịt nữa. À đấy, khuyến mại dạy quay vịt. Quay ba chỉ nữa. Học quay chó, khuyến mại dạy quay vịt, quay ba chỉ. Thế còn gì bằng nữa nhỉ? Học phí vẫn thế. Quá được lời luôn. Khả năng anh em mình học một lớp đi. Không, nếu anh em nào học quay vịt ở Lạng Sơn này thì riêng nghề quay vịt học phí vẫn riêng học phí rồi. Quay ba chỉ học phí riêng rồi. Đấy, quay chó học phí riêng rồi. Bây giờ bác Thành mới đào tạo cho ba nghề mà học phí vẫn vậy. Đấy, này. Trong ba luôn. Đúng rồi. Mà giá rẻ luôn. Trời mưa đến giờ em vẫn đưa chó ra lò rồi. Đấy. Đây là học viên quay chó nhá. Đấy, đào tạo luôn cả nghề quay vịt thế này. Đấy, trên vừa quay ra một con chó ngon các bạn thấy rồi. Thì bây giờ lại tiếp tục mà quay con vịt, hai con vịt màu cực kỳ đẹp luôn. Đấy, anh em thấy chưa? Đấy anh em nhá, thì ở đây hiện tại là bác chủ quán bác ấy vừa chặt ra một cái miếng thịt chó. Đấy thì hôm nay là mưa gió vừa nói chuyện với anh em ấy. Thì sẽ thưởng thức món thịt chó này vào buổi trưa thôi. Đấy, thì thịt chó nóng thì rất là ngon các bạn anh em nhá. Thưởng thức luôn đi nhỉ. Bình thường là đĩa này là bao tiền hả bác Thành? 150. Ở đấy. Đây là bác chủ quán này anh em này. Bác chủ quán Hà Thành quán này nhá. Đấy, anh em xem thịt chó quay hay người Lạng Sơn thì không ai là không biết bác này rồi, đúng không? Chính xác. Rất nổi tiếng. Không nói. Mọi người mà đâu Thành hóa ra bảo nhờ cái thằng xe ôm nó đưa đến bảo đúng rồi ông đó nói là chặt cái chiêu rồi đấy cái chiêu chặt cái chiêu rồi cái chiêu thì hôm nay tiện này có bác Thành ở đây thì cũng tâm sự với anh em một tẹo đấy. Đấy thì hiện tại là bác Thành ngày nào bác cũng quay chó. Buổi trưa bác cũng quay mà buổi chiều bác quay. Hầu như là buổi chiều thì bác Thành bác ấy quay nhiều hơn. Đấy thì anh em buổi chiều vào mùa hè anh em thì hay ngồi uống bia thì bác quay nhiều hơn. Đấy. Như bác Thành là buổi chiều là bác phải quay tầm 6 7 con trở lên nhỉ? Hàng ngày. Đấy, bác đấy đầu tháng 6 7 con. Có hôm tôi chia sẻ có hôm là bác Thành quay đến 10 con mà đúng không các bạn thấy không? Có hôm bác quay đông khách nhất là 10 con. Nhưng trong lúc 10 con đấy thì bác cũng có ship đi chứ bác nhỉ? Mình đấy là không phải là mình bán hết 10 con mà khách đặt mua 1-2 con thì bác quay luôn. Là tổng thể là bác quay 10 con chó quay. Đấy. Thì lúc ấy cũng nói chuyện với anh em rồi.
Thì bác Thành này bác có đào tạo nghề, thế nên là anh em nào thích quay học quay chó thì cứ đến với bác Thành, thì bác Thành sẽ đào tạo cho anh em thành nghề thì thôi. Đấy, thành nghề và ra làm hành nghề được luôn. Đấy, quan trọng là mình hành nghề được luôn. Đấy, đó mới là đào tạo. Đấy, thì vừa nói thì anh em vẫn phải vừa phải thưởng thức và vừa phải đánh giá cái món chó quay này luôn. Đây là thịt ba chỉ. Nhiều người thích ăn thịt ba chỉ, nhiều người thích ăn ấy, ba chỉ này thì ăn mấy miếng đầu tiên thì ngon. Nhưng mà ăn nhiều nó ngấy hơn là mình phải khoái món đầu, không nó ăn món đầu ngon. Không ngấy. Mà thôi mấy cái đầu suốt rồi hôm nay nó sẽ phải thức. Ấy. À, bắt tay bắt thành cái nha. Tên là Út. Út à? Gọi Út nhanh. Đấy. Út thân mà. Đấy nha, thì anh em thì bản thân kênh của tôi là chuyên chia sẻ về ẩm thực món thịt chó của Lạng Sơn, mà đặc biệt là món thịt chó quay. Đấy thì bản thân là lúc nào cũng muốn đưa các bạn đến với món ẩm thực thật ngon của Lạng Sơn. Đấy thì nhiều anh em thì cũng có bình luận là không thích ăn thịt chó, thì các bạn cũng thật ra thì đối với người Lạng Sơn thì người miền Bắc ấy thì món thịt chó nó là mình gọi một cái là món ẩm thực theo vùng miền, có những vùng miền thích ăn, vùng miền không thích ăn. Đấy thì các bạn thì cũng thông cảm cho là người Lạng Sơn này rất thích ăn thịt chó, và thịt chó người Lạng Sơn này nói một câu chân thành là có một hẳn trang trại nuôi chó để thịt chuyên lấy thịt giết mổ, chứ không phải là chó trộm cắp như anh em vào bình luận là anh em mà là tiếp tay cho người ăn trộm. Đấy thì người Lạng Sơn này thịt chó người ta nuôi để lấy thịt, hàng trang trại chó để họ chuyên cung cấp thịt chó. Đấy chứ không phải là tiếp tay cho người trộm chó hay như một số tỉnh là nhà nó chỉ làm một tảng băng nổi thôi. Các bạn nhìn thấy thế đúng không bác Thành? Đấy, bác Thành thì mua thịt chó thì Lạng Sơn này có hàng trang trại chó để thịt cung cấp lấy thịt mà, đúng không bác? Chứ làm sao mà ngày bao nhiêu con chó Lạng Sơn này làm sao mà lấy đâu ra nhiều chó để thế? Đấy cho nên là mình đính chính lại cái câu chuyện này để cho các bạn biết. Đấy, nhiều bạn cứ nói bảo là tiếp tay cho người này người nọ, nhưng không phải. Lạng Sơn thích ăn thịt chó và có người nuôi chó để trung công cung cấp thịt hoàn nha. Đấy thì hôm nay là chia sẻ vậy thôi. Cảm ơn anh em xem video.